Hi, chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay mình lên nhà má mình chơi nên mình sẽ quay một số trái cây mà ở trong vườn của nhà chị mình và má mình để cho các bạn xem là ở California thì họ trồng được những trái cây nào nha. Nhà chị mình đó thì chỉ trồng một số loại cây thôi, có thể trồng được nhiều hơn nhưng mà tại vì vườn cũng không có lớn lắm đó. Còn đây là cây táo tàu nha mọi người. À, cây táo tàu này sao có gai ta? Cây táo tàu chua nè. Ở đây có một cái cây táo tàu khá là cao nè mọi người. Đây. Bây giờ đang ra hoa rồi, có trái non rồi, đến khoảng tháng 9 gì đó, tháng 8, gần đến tháng 9 đó, thì nó sẽ có trái. Ý của mình đó là có sẽ có trái chín đó các bạn. Còn đây là cây lê nè mọi người, nhưng mà lê này suy dinh dưỡng, không có trái. Trái này họ chắc là sẽ không có lớn được đâu. Cây lê thì cũng khá là khó mọc. Còn đây là cây lựu nha, cây lựu này là cây lựu hột trắng nè. Mỗi năm nó đều ra rất là nhiều trái và ăn rất là ngọt. Ở đây có rất là nhiều, đây là đu đủ nè. Đu đủ này cũng suy dinh dưỡng luôn mọi người. Đu đủ gì mà hái gì mà bé tí à, còn quằn quèo nữa. Còn đây là cây khế nha, cây khế mãi không thấy ra trái luôn, chỉ trồng chơi thôi à. Đây là cây cây đào nè. Năm nay cây đào ra rất là nhiều trái luôn. Các bạn nhìn thấy nè. Trái nè, bên trong kia cũng còn là rất là nhiều. Đó, bên trong này rất là nhiều trái nha. Dẫn mọi người đi vô đây xem cây đào nè. Ở Mỹ đó thì trồng đào cũng rất là dễ thôi. Đó, thấy nhiều trái chưa? Ăn rất là ngọt nha. Ruột bên trong thì màu trắng, giòn giòn. Khi mà nó vừa chín tới thì nó giòn giòn, để mà lâu lâu á thì nó sẽ mềm hơn, chắc là ngọt nhiều hơn, nhưng mà bây giờ nó cũng đã rất là ngọt rồi. Cây chanh nè mọi người. Đây là cây chanh, chanh mà bình thường của Việt Nam mình ăn á. Còn bên trong này đó là cây chanh Mỹ nè. Bây giờ thì trái nó còn có trái xanh thôi. Nó chưa có ra, nó chưa có chín. Trên đằng trước cũng có rất là nhiều loại cây trái cây khác. Bây giờ mình sẽ lên đằng trước để mình chiếu cho mọi người xem ở bên Mỹ họ trồng được nhiều cây như thế nào nha. Hoa hồng đẹp không? Còn đây là sả nha. Sả đây trồng ở Mỹ, trồng sả được cũng rất là nhiều luôn. Mình quay. Đó. Trồng sả như thế này thì rất là tiện lợi luôn, tại vì bất cứ khi nào mà cần làm á, cần có món ăn có dùng sả đó thì mình có thể hái và có ngay và tươi và thơm nữa. Trên đằng trước cũng đây là cây mãng cầu nè, cà chua. Đây là cây cà chua nè, trái cũng rất là to nè. Đó, cây cà chua nè. Đó các bạn thấy không, cây cà chua nè đang hường hường chín. Còn đây là cây cherry, cách đây một tháng thì nó ra cũng khoảng mười mấy trái đó, nhưng mà bây giờ thì ăn hết rồi. Đây cũng là cây mãng cầu nè. Còn đây là diếp cá, mà diếp cá ở đây thì ăn không có hết các bạn ơi. Diếp cá thì nhiều quá, đẻ ra hoa luôn. Đây cũng là sả nè. Còn đây là cây ổi nha. Cái ổi này chắc có khoảng 10 năm rồi đó. Ra trái rất là giòn và vỏ thì nó sần sùi đó các bạn. Nên ổi loại mà cái vỏ phía ngoài mà sần sùi đó, ít hột đó thì ngon lắm. Cây hoa này mình không biết là cây hoa gì đó, nhưng mà ra hoa cũng màu vàng vàng khá là đẹp. Nè, đó. Còn đây là cây tắc nha, đây là cây tắc ngọt. Cái là nghĩa là cái vỏ bên trong thì mình thấy nó cũng hơi chua chua, nhưng mà cái vỏ bên ngoài đó thì nó ngọt nha, nó không phải là tắc tròn đâu mà là tắc dài. Giờ mình đi ra ngoài, mình dẫn cho mọi người đi xem một. Đây là cây gì ông chị ha? Con đố ông chị á, có phải là cây nha đam không? Cây nha đam nè. Đó, nha đam nè. Đây là cây chanh nè. Cây này cây mãng cầu nè.
Đây là rau kinh giới nè. Ochi đẹp quá hả? Mệt quá hả? Vậy Ochi vô nhà đi. Còn đây là cây ớt, nhà mình mà trồng một vài cây ớt á thì rất là tiện ha, khi nào muốn ăn cay làm nước mắm thì có ngay cái luôn đó. Cái đu đủ nè mà nó chưa có lớn. Đây là rau húng quế nè. Vườn thì cũng không có lớn lắm đâu, nhưng mà cũng đầy đủ mọi thứ như là rau thơm. Bất cứ loại thơm, rau thơm nào mà đến mùa nó mọc nhiều đó, thì khi nào mình ăn cá cuốn hay cái gì đó thì mình có sẽ có ngay. Đó, rất là tiện ha. Còn đây là cây ớt chuông nè, ở Việt Nam thì ta gọi là cây ớt chuông đúng không? Đó, bây giờ đang ra trái nè. Bây giờ nhiều khi mình cũng có thể ăn được rồi đó. Mình đợi nó đổi màu cũng được, ăn như thế này là mình thấy là ăn cũng được rồi nè. Có thể loại này là loại màu xanh đó. Còn đây là cây đào nè, mình mở ra cho các bạn xem ở trong, tại vì nhìn thì mình không thấy được nhiều đâu, nhưng mà tại vì nó nằm ở đằng sau những cái tán lá đó nên khó nhìn lắm, nhưng thật sự là trái rất là nhiều nha, hái rất rất nhiều mà vẫn thấy hái chưa hết được cái cây luôn. Khi mà trái mà ra màu đỏ, chuyển qua màu đỏ rồi đó thì mình có thể hái được rồi, chứ mình để mà nó chín nhiều quá đó thì con chim nó ăn hết, mà ăn hết thì nhiều khi hoặc là nó rụng đó các bạn, nên mà vậy mình nên ăn nhanh kiểu đó. Đây là cây lựu, mình quay lại cho các bạn coi nè, nó đang ra trái nè, đến khi mà nó chín đó, trời ơi nó ngọt lắm các bạn ơi. Năm nào mình cũng ăn hết, mình nhiều khi mình ăn không hết đó, mình bỏ vô trong tủ lạnh đông đó, đến khi mà mình muốn ăn thì mình mang ra mình xay rồi mình lấy nước đó mình uống. Lựu thì rất tốt cho sức khỏe nha các bạn. Ở đây còn có cây quýt nè, cây táo nữa, nhiều cây lắm. Nhưng mà cái mùa này nó quýt thì nó chưa có ra trái, đến khoảng mùa Tết á, thì nó ra nhiều lắm, mà quýt cũng ngọt và ngon lắm nha. Trời ơi, mình thích cây đào ghê đó, mình cứ loạn quẩn ở đây hoài, mình nhìn nó mà mình không muốn hái nó luôn á, tại vì thấy nằm trên cây rất là dễ thương và những cái màu nó hồng hồng đỏ đỏ đó các bạn, nhìn mà mình thấy mình thích á. Tại vì khi ở nhà đó mà mình trồng được một cái cây gì đó mà nó có trái thì đành rằng mình sẽ ăn, nhưng mà đó mình thấy mình quý nó hơn là việc mình đi ra ngoài chợ mình có thể mua về. Nhưng mà thôi, mình cũng phải ăn thôi. Bây giờ mình ăn thử cho các bạn xem coi là nó ngon như thế nào nha. Hái trên cây mình lau lau đi rồi mình ăn thôi. Ngon quá các bạn ơi. Nó giòn, ngọt, rất là ngọt luôn. Mình thấy là đào mà mình trồng ở nhà như thế này đó thì nó ngọt hơn ở ngoài rất là nhiều. Ở ngoài mình mua nó không có ngon được như thế này, mà nó cũng không có một cái mùi thơm được như là cái cây ở nhà trồng như thế này đâu các bạn. Rất là ngon luôn. Để trồng được một cây mà nó lớn và nó có trái nhiều được như thế này đó, thì lúc mình mua cây về đó thì mình có khoảng là 5-6 năm rồi đó. Thì bây giờ trái nó càng ra nhiều hơn, mỗi năm thì nó ra ít thôi, nó cũng không có ngon nhiều. Càng ngày thì mình thấy nó càng ngon hơn đó. Cái đào thì mình thấy cũng dễ trồng thôi, cứ mua cây về đặt vô là trồng thôi. Nhưng mà mình không có nói là tất cả các tiểu bang hay là tất cả các vùng nha, nhưng mà riêng ở những cái vùng Orange County đó, thì hoặc là những vùng lân cận như Los Angeles đó, thì mình thấy là trồng cũng dễ và thấy ai cũng có thể trồng được. Cũng như là một số loại trái cây khác như là táo tàu nè, táo nè, rồi quýt nè, cam nè, bưởi nè, mãng cầu nè, thì cũng đều trồng được. Nhưng mà mình thấy có mỗi cái đó là trồng cái mận đó thì mình thấy nó hơi khó một chút xíu, nhưng mà cũng có những người trồng được nha. Còn bây giờ thì mình với cháu của mình đi ra ngoài để mà hái đào cho các bạn cùng coi nè. Bây giờ mình bế cháu mình lên để cho cháu mình hái cho nó thích. Con nít mà nó thích nó cầm cái gì đó rồi nó hái được cái trái đó thì nó cũng sẽ rất là thích luôn, nên cho nó hái trái cây cho nó vui đó mà. Các bạn có nhìn thấy là cái cây đu đủ ở bên tay phải không? Không biết tại sao mà mấy năm nay đó trồng đu đủ thì nó dường như là nó bị suy dinh dưỡng đó. Chứ hồi trước đó là nhà chị của mình đó, là nhà này nè, trồng đu đủ ra rất là nhiều trái to và ngon lắm.
Nhưng mà càng ngày giống như mình trồng nhiều cây trong vườn quá, nó ăn hết cái cây, nó ăn hết chất dinh dưỡng của cái đu đủ hay sao đó các bạn. Nên nó cây đu đủ càng ngày càng khó trồng hơn. Nhưng mà một nhà người chị khác của mình đó thì cây đu đủ rất là lớn. Để hôm nào mình có dịp đó mình sẽ quay bên nhà chị đó và quay cho các bạn xem cái vườn của bên nhà chị đó nha. Cây đu đủ nhiều trái lắm các bạn. Cũng có rất là nhiều loại cây ăn trái khác nữa. Nhà mình á, thì không có ở đây, nhà mình thì ở một cái chỗ khác, mà cái chỗ đó đó lại rất là khó trồng những loại cây ăn trái như thế này. Ngoài ra đó nó còn có những cái con squirrel đó các bạn, những cái con đó đó nếu mà mình trồng đó thì nó ăn hết trái của mình, nên nhiều khi mình nản quá mình cũng không có muốn trồng cây ở cái khu của mình đó. Thì chỉ trồng được một số loại cây như là có thể là trồng được hồng nè, trồng được táo tàu nè, trồng được đào nè. Nhưng mà đó mình đó như mình đã nói rồi, mình trồng xong rồi chim rồi con này con kia nó ăn hết thôi, mình trồng mình cũng thấy cũng mệt lắm mà phải chăm sóc cây nữa, mà mình lại hay đi đây đi đó nên nhiều khi đó cũng không có thời gian chăm sóc cây lắm. Để bữa nào mình sẽ chọn quay những cái nhà mình một cái vườn mà hầu như là nó trống trơn rồi các bạn, nó cũng không có nhiều cây lắm đâu. Bây giờ thì chị mình đi ra cũng hái đào chung với mình luôn, để mình hái đào mình chôm chỉ mình mang về đó các bạn. Ok. Cháu mình hái được trái tí hon, nó thích quá, nó khoe mà không ai nghe nó hết trơn, nó tội nghiệp kìa. Mẹ ơi nó chín rồi mẹ ơi. Có trái nó thân thân. Chị mình nó hái có hai ba trái rồi chạy vô nhà rồi các bạn ơi. Thôi bây giờ mình phải hái tiếp đây, chứ không ai giúp mình hết trơn á. Hái muốn ăn mà hái cũng mệt ghê. Thôi để rủ con cháu hái giùm mình. À, chị thích hái đào nữa không? Rồi đi vô đây. Mà bé nó nhiều khi còn mệt hơn nữa các bạn. Đây dì Hằng, dì Hằng bé con lên đây con hái cái trái này cho dì Hằng nha. À chị hái cái trái này cho dì Hằng nha. À kìa. Đúng rồi. À chị hay quá, à chị giỏi quá. Rồi à chị bỏ vào đây. Cái này nó thôi cái thằng con. Không sao hết. Con hái cái trái ở dưới đằng sau này nè chị. Ở đây chưa chín đâu, chưa chín đâu. Chị thấy trên này ta. Tí hỏi đấy sao? Giờ đố ao gì hái được trái trên này luôn á. Cái gì Hằng bỏ camera đây cho mọi người nhìn nha. Mọi người nhìn ao gì hái, hái đào nè. Rồi ao gì hái cái trái này gì Hằng coi. Giỏi lắm. Bỏ vô bịch nè. Ao chị bỏ vô bịch nè. Rồi hái cái nào nữa. Hết rồi. Ở bên kia cao quá. Bây giờ phải lấy cây đúng không? Lấy cây mới hái được đúng không? Giờ chị sẽ lấy dép nè. Dép. Lấy cái forest nè. Ê chú. Cây là cây dưa hấu đó chị ơi. Nè cây dưa hấu nè. Cái cây này là cây dưa hấu nè. Bác Hoan bảo là đừng có giảm đến cây dưa hấu nha. Ok. Chị đừng giảm đây nha. Giảm lên là cây dưa hấu nó dập nó chết đó, nó không có lớn được đâu. Ui bên trong này quá trời luôn. Ok con step vào đây nè con. Đây là cháu mình á. Nó vừa biết nói tiếng Việt, vừa biết nói tiếng Anh luôn. Nhưng mà nó khi mà nó lớn rồi đó thì đa phần nó nói tiếng Việt với một mình bà ngoại đó thôi. Bây giờ thì mình đang tranh thủ hái đào để mang về nhà để mình ăn nè, tại vì nhà chị mình cũng nhiều quá, ăn cũng không có hết đó các bạn. Mà bây giờ trên cao quá hái cũng đâu có được đâu, chắc tí hồi phải lấy cái thang và lấy cái cây và hái. Chứ còn mình đứng đây thì chị hái được một số trái mà nó thấp thôi thì mình vớ lên mình hái được. Còn cái cao quá thì đành bó tay thôi à. Mình thấy là nhiều người Việt đó cũng rất là thích ở Cali, tại vì mình nói là ở cái vùng này thôi nha. Tại vì ở đây đó thì họ trồng được nhiều loại rau khác nhau nè, trồng được nhiều loại trái cây khác nhau nè.
Mình thấy đó, nếu mà nhà mà trồng được cây đó, trồng được một số loại cây rau thơm đó, rất là tiện luôn các bạn. Tại vì rau thơm đó mà mình đi ra ngoài chợ, nhiều khi mình mua về một bó về mình ăn nhiều khi không có hết, nhiều khi mình ít người đó. Nhưng mà nếu mình trồng trong vườn đó thì mình đi ra mình ngắt một chút xíu thôi, mình vô mình ăn đủ cho một hai người thôi. nhiều quá mà Thì mình mỗi ra lần mình sợ muốn hết ăn cái gì đó thì mình đi ra ngoài mình hái và mình rửa luôn thì rất là tươi ngon luôn. Mà vật giá bây giờ thì leo thang lắm các bạn. Rau thơm bây giờ đó mà bán ngoài chợ thì cũng đắt hơn hồi xưa rất là nhiều rồi. đúng rồi nè, cho mọi người xem nè trái này nè đó, trái đào nhìn ngon kia, ăn rất là ngọt nha. Mình thấy là mỗi mùa đó thì có thể trồng được một số loại rau khác nhau. Mình thấy chị mình đó thì lâu lâu thì hay trồng cải xanh với xà lách. Thì mà cải xanh mà các bạn biết là nó vừa vừa lên cũng không có lớn lắm đó, mà nó nhỏ nhỏ thôi, mình hái vô mình rửa mình ăn chung với bánh xèo thì rất là tuyệt vời luôn các bạn ơi. Đây là ớt nè, rồi ớt chuông thì nhà chị mình trồng rất là nhiều, tại vì trồng như thế này thì mình rất là tiện lợi, khi mình hái vô thì mình có mình ăn ngay đó. Còn đây là tía tô nè các bạn, tía tô thì mình thấy là nó lên nhiều lắm, nhiều khi mình ăn không hết luôn đó, đu đủ héo héo quắt quá. Còn đây là hai cây chuối tí hon, hồi xưa nhà chị mình nó trồng chuối nhiều lắm nhưng mà chặt chặt đi rồi, bây giờ nhiều khi nó lại lên lại đó, mình cũng ăn được mấy lần luôn rồi đó. Đây cũng là cây ổi nè, đây là mình chiếu lại cho các bạn coi, cũng là cà chua nè, đây là cà chua, nó nhỏ nhỏ thôi, nó chưa có chín. Cà chua thì nhà chị mình mấy năm trước thì trồng rất là nhiều, năm nay thì hơi ít thôi nhưng mà cũng có để ăn. Cái táo tàu các bạn không biết không, táo tàu thì mình ăn thì mình rất là dễ ngủ đó, thì mình nghe nói là như vậy thôi. Táo tàu thì năm nào cũng có rất là nhiều trái, táo tàu trồng ở nhà thì ăn mình thấy ngon hơn ở ngoài rất là nhiều luôn, tại vì nó rất là ngọt và giòn đó. Ngoài ra ở phía một trong góc đó nó còn có cây lá mơ nữa, chắc có một số bạn biết hoặc là không biết cái cây lá mơ, nhưng mà mình nghĩ là đa số người Việt Nam mình thì sẽ biết, nhiều người sẽ biết. Còn đây mình sẽ chiếu cho các bạn ở trong này cũng có rất là nhiều cây cà chua nè đó, cà chua này cũng có rất là nhiều, nãy mình nhìn ngoài kia thì mình thấy ít thôi nhưng mà vô đây thì thấy cũng có. Đó là lá mơ này các bạn, lá mơ thì nó cứ ra như vậy, leo vậy hoài à. Đây còn đây là cái phần đào mình vừa hái xong đây, quá trời luôn, ăn thì chắc là không có hết đâu nhưng mà đó, nhưng mà thấy ngon quá nên hái nhiều, nhiều khi thấy thiệt là tham lam luôn đó. Nhưng mình đó, đây là mami của mình nha, mình bảo là mình hái nhiều rồi mình không có hái nữa, tại vì mình thấy là có một mình thôi, mình ăn vậy là đủ rồi, nhưng mà má mình không có chịu. Má mình nó hả bắt là phải lấy cây cho má hái thêm cho, mà mình kêu là thôi cây nó nặng như thế đó thì sao mà hái được, nhưng mà má quá nó không chịu, má bảo là hả cứ đưa cây ra cho má hái. Mà má mình thì cũng trên 70 tuổi rồi đó các bạn, nhưng mà cũng đứng đây nè yếu rồi mà cứ đòi hái thôi à, mình cho mình không cho nhưng mà vẫn vẫn đòi, kêu là mày không có biết hái để cho má hái cho, thấy thấy tội nghiệp ghê chưa. Chắc là nhiều khi thương mình quá nên là vậy à, mới hái cho mình đó. Tại lâu lâu mới đến thăm má thôi à, nên bà dạy má cứ lúc nào có cái gì đó thì cũng hái cho mình, kêu là mang nhiều nhiều về. Thôi bây giờ mình cũng đã hái đào xong rồi à, mình sẽ đi vô tâm sự mẫu với mami của mình đây. Và cảm ơn các bạn đã xem video của mình ngày hôm nay nha. Nếu như các bạn yêu thích video của mình thì có thể giúp mình chia sẻ với mọi người cùng biết. Bởi vì kênh YouTube của mình cũng mới thôi nên không nhiều người biết lắm. Nên với sự chia sẻ của các bạn đó thì sẽ tiếp sức cho mình rất là nhiều để mình làm thật là nhiều video khác nữa trong tương lai. Bây giờ mình xin chào cô chú anh chị và các bạn, và chúc cô chú anh chị và các bạn thật là nhiều sức khỏe và thật là nhiều niềm vui trong cuộc sống nha.